con sửa nè. Con sửa đây. Con kể rồi, bữa nay con làm sao, con giỏi sao kể để mẹ cho gì gì rồi coi. Kể nè, nay con sao? Con có ngủ giỏi không? Nắm bảo cô đã rất kêu kêu không còn không biết chữ gì khác mà đã nói ngạc ngang ngạc bên đây nè hả, bên đây nào là chuối ngạc lớp hả, cô đã nói là ngạc khác bánh chip ngạc chữ gì, cái gì cô nói vậy? Bánh chip á, là bánh snack á, là bánh con hay ăn á. Chip món này đi làm nữa, có lẽ ba sẽ không đi mua tấm chip để nghe. No, ba phải chạy về nhà, ba quên đóng cửa. Ba phải chạy về nhà đóng cửa liền. Ba phải chạy về nhà. Nè mẹ nói nè. Đóng từ sao không được. Nè mẹ hỏi con nè. Rồi hồi sáng giờ con có khóc nhè không? Dâm. Trời ơi giỏi quá, con trai mẹ đâu? Mạnh mẽ sao đâu? Ừ, thấy chưa, đi học vui với mồ luôn các bạn của cô. Hồi nãy cô ôm cô la hức chết rồi, cô thương lắm á. Hỏi lắm á. Con nói với mẹ con muốn khóc nè không? Cô giáo nói con không khóc nhè, cô giáo nói nay con ngoan lắm.